Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc 31 thai phụ bị tiêm nhầm vaccine DBT, phòng bệnh ho gà, uốn ván bại liệt, thay vì vaccine uốn ván tại trạm y tế Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Bộ Y tế và các chuyên gia đã khẳng định đây là một sự cố rất đáng tiếc, là sai sót nghiêm trọng, gây mất lòng tin của người dân đối với ngành y tế nói chung, với công tác tiêm chủng mở rộng nói riêng. Để đánh giá chính xác vaccine 3-in-1 DBT có ảnh hưởng đến thai phụ và thai nhi hay không, Sở Y tế Bắc Ninh đã thành lập tổ tư vấn theo dõi quản lý thai nghén cho các thai phụ đến khi sinh. Tổ tư vấn gồm các chuyên gia sản phụ khoa, nhi khoa và chuyên khoa về tiêm chủng của tỉnh Bắc Ninh do Phó Giám đốc Sở Y tế làm tổ trưởng. Nếu thai phụ có nhu cầu đi khám, thậm chí lên tuyến trên hoặc bất kỳ vấn đề gì bất thường cũng sẽ được miễn phí. Đánh giá về việc vaccine tiêm nhầm DPT ảnh hưởng như thế nào đến thai phụ, Phó Giáo sư Trần Danh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp khám, sàng lọc trước sinh cho các thai phụ cho biết, qua theo dõi, người mẹ và thai nhi ổn định, hình thái thai hoàn toàn bình thường, vaccine không phải vaccine sống thì không thể vào thai nhi được. Tuổi thai của thai phụ đã lớn, các cơ quan của trẻ đã hình thành, vì vậy có thể khẳng định chắc chắn vaccine không gây dị dạng cho thai nhi. Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới cũng khẳng định vaccine được tiêm cho phụ nữ mang thai từ 14 tuần trở đi, khi đó thai đã qua 3 tháng, giai đoạn phát triển thành hình, vì thế không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Chúng tôi đã triệu tập một khẩn cấp hội khoa học, bao gồm các nhà khoa học hàng đầu về các lĩnh vực vaccine, miễn dịch, dị ứng, sản khoa, nhi khoa, ngồi lại với nhau để bàn về những đánh giá, những tác động có thể nguy hại đến sức khỏe của phụ nữ có thai và trẻ em và sản xuất sinh. Và hội đồng đã cân nhắc cả những ý kiến tư vấn với chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam về tiêm chủng vaccine. Hội đồng đưa ra một số cái kết luận cuối cùng sau khi họp một buổi sáng ngày 22 tháng 12 vừa rồi. Thì kết luận của hội đồng là cuối cùng là cái việc tiêm nhầm vaccine bạch hầu ho gà uốn ván lẽ ra tiêm cho trẻ em thì tiêm cho phụ nữ mang thai không có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cả bà mẹ lẫn phát triển thai nhi. Dù khẳng định vaccine không gây tác hại cho thai phụ và thai nhi, nhưng Bộ Y tế cũng thẳng thắn thừa nhận nhân viên tiêm chủng đã mắc sai sót nghiêm trọng, không thể chấp nhận được và sẽ không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào nếu cả 31 thai phụ bị tiêm nhầm một loại vaccine sống nào đó mà không phải là vaccine DPT. Một trong những bài học đau xót cho sự lơ là, chủ quan của nhân viên tiêm chủng chính là sự vụ 3 trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B ở Quảng Trị ngày 20 tháng 7 năm 2013, mà nguyên nhân cũng là do tiêm nhầm thuốc.